khăn ướt nhiệt đới cao cấp Mamami Tropical, ngăn muỗi đốt, ngừa hăm da. Jerry, oh. Đây. 1, 1, 2. Một, hai, ba. Đây. Chết đi. Phá, đừng có phá. Nè. 1, 2. Yeah. Rồi, 1, 2, 3, 4 là cái gì? 4 là cái gì? Nơi hỡi. Lúc trước cũng có cái bóng rổ nhà nhỏ rồi thì cũng có chơi nó, và hình như trên trường cũng có chơi trò nó, cho nên nó biết. Nên là khi đưa cái banh là nó biết là giờ phải bỏ vô cái rổ này, và nó rất là thích cái trò đó. Nói ba ơi đi. Jerry, ba ơi. Giờ con nói ba ơi đi cho mẹ mất hồn. Nè. Ba ơi. Không. Ba ơi. Con giỏi quá nè, con giỏi quá. Ba mừng quá, ôi con biết con chết rồi. Giỏi quá. Tưởng con không biết nói chứ. Trời, tới bây giờ mới nói. Trời, cực kỳ mừng luôn á. Sau bao nhiêu thời gian nó chịu nói chữ, và đúng là bây giờ mình có nhiều thời gian để mình ngồi đó. Cái quan trọng nhất là mình dành nhiều thời gian cho con mình, để con mình rất là thoải mái với mình, với lại gần gũi. Và nếu mà mình tìm được một cách để mà mình dụ con mình để nói, thì mình dựa vào cái đó để mà tiếp tục. Xin chào. Xin chào. Yeah, ba được to rồi. Ba được to siêu nhân rồi. Hành trình dạy con tập nói của ba Linh đã đến lúc thu được quả ngọt. Sự kiên nhẫn cộng với rất nhiều yêu thương của ba không chỉ giúp con tập nói mà còn đồng hành cùng với con trong rất nhiều thử thách khác. Có ba bên cạnh, không gì là không thể. Viettel Media sản xuất và phát